Nhiều người không hiểu được điều này cho tới khi họ đi làm quần quật và rồi nhận ra công việc này không dành cho họ. Cho đến khi họ thấy mình có quá nhiều trách nhiệm trên vai và dù lúc này có muốn tìm ra một công việc mình thật sự thích thì họ cũng không còn nhiều cơ hội giống như trước nữa. Và đó là lúc họ bắt đầu nhận ra họ đang cảm thấy trống rỗng tới mức như thế nào. Xin chào các bạn, mình là Minh. Dành cho những bạn nào chưa biết tới mình thì năm nay mình 23 tuổi. Đáng lẽ tầm tuổi này thì mới bắt đầu ra trường đi làm thôi đúng không các bạn? Nhưng mà thật ra là mình đã bảo lưu từ năm nhất đại học rồi và mình đã bắt đầu đi làm kể từ thời điểm đó luôn rồi. Và tới bây giờ thì cũng rất là may mắn bởi vì mình đã hoàn thành được gần như là tất cả những cái ước mơ mà mình có năm 17, 18 tuổi trước đó. Và như người ta thường nói mỗi câu rất là hay các bạn, đó là 7 cho tới 17 tuổi thì nó là 10 năm, nhưng mà 17 tuổi cho tới 27 tuổi thì nó lại là cả một đời người. Và cái câu này mình cảm thấy rất là đúng. Tức là những cái gì mà các bạn làm trong cái khoảng thời gian 17 tới 27 tuổi này, nó có ảnh hưởng gần như là tới toàn bộ phần đời còn lại của các bạn. Nó là trong video này, dựa trên những gì mình đã trải qua trong khoảng 5 năm vừa qua, xin được phép chia sẻ lại cho các bạn cái câu trả lời cho câu hỏi đó là còn trẻ thì chúng ta nên làm gì, cụ thể là khi các bạn tầm 17 tới 27 tuổi. Điều đầu tiên đó là khi còn trẻ thì các bạn hãy dành thời gian để khám phá nhiều điều mới thay vì chỉ học ở trên nhà trường. Bởi vì có rất là nhiều điều các bạn không thể học ở trên nhà trường được. Chính bản thân các bạn phải đi thử, đi trải nghiệm thì mới học được nó. Ví dụ bản thân mình trước đây các bạn, mình vào đại học thì mình cũng không biết mình thích cái gì. Nên là mình cũng chọn đại cái ngành đại trà, đó là cái ngành quản trị kinh doanh thôi. Xong rồi sau này mình nghĩ là ra trường chắc mình đi làm kỹ năng sale chẳng hạn. Sau đó mình mới dành ra một năm bảo lưu đại học để mình đi làm sale thử. Và rồi mình mới ngỡ ngàng nhận ra là ồ, thì ra cái này nó không có dành cho mình. Bởi vì khi mình làm thì mình mới phát hiện là với một cái người hướng nội như mình thì mình cảm thấy mất rất là nhiều năng lượng khi mình phải ngồi nói chuyện với người khác. Thì khi hiểu được cái điều đó, mình mới bắt đầu thử chuyển sang làm một cái kỹ năng khác, đó là copywriting. Thì lúc đó mới vô tình phát hiện ra là mình thích nó các bạn. Trước giờ mình chưa nghĩ là mình sẽ thích ngồi tại nhà để viết bài, nhưng mà cho tới khi mình bắt tay vào làm thì mình mới phát hiện ra là ồ, mình thực sự thích cái trải nghiệm này. Và chính bởi vì mình được làm cái mà mình thực sự thích nên là mình rất sẵn sàng để ngồi 4-5 tiếng một chỗ để chỉ để viết bài thôi. Và nhờ vậy nó giúp mình giỏi hơn rất nhiều so với những người cũng làm một cái công việc tương tự giống như mình, nhưng mà họ không thực sự thích cái mà họ đang làm. Và thế là nó giúp mình kiếm ra được rất là nhiều tiền từ cái kỹ năng này. Nên là ngoài cái việc học ở trên nhà trường, các bạn có thể dành thêm thời gian để mà cùng với bạn của mình đi khởi nghiệp, đi kinh doanh, đi thực tập, đi làm không công vân vân, để các bạn có thể trải nghiệm được thêm nhiều điều mà các bạn sẽ không thể nào có được ở trên nhà trường. Và tốt nhất các bạn nên làm điều này khi các bạn vẫn còn trẻ, tức là trước khi mà các bạn bước ra khỏi trường á. Bởi vì lúc đó các bạn chưa có nhiều trách nhiệm phải lo, các bạn có rất là nhiều thời gian, các bạn rất là tự do. Và thực sự nhiều người không hiểu được điều này các bạn. Họ cứ bị cuốn vào cái vòng xoáy đó là đi học xong rồi đi làm, rồi đến một lúc nhìn lại thì họ mới ngỡ ngàng nhận ra là ồ, đây không phải là cái mà mình thích. Và cho dù lúc đó họ có muốn tìm một cái công việc mình thực sự thích đi chăng nữa thì cái cơ hội dành cho họ nó cũng không còn nhiều nữa các bạn. Bởi vì họ có rất là nhiều trách nhiệm cần phải lo. Họ có gia đình, họ phải gánh vác về khía cạnh tài chính, và họ không có nhiều thời gian rảnh giống như cái mà hiện tại các bạn đang có. Hiện tại các bạn còn trẻ, các bạn còn rất là nhiều thời gian, nên hãy tận dụng khoảng thời gian đó để học những điều mới ở bên ngoài nhà trường trước khi mà các bạn trở nên rất là bận và rồi có rất là nhiều trách nhiệm cần phải lo. Việc tiếp theo các bạn có thể làm khi các bạn vẫn còn trẻ đó là dành thời gian để xây dựng 3 nguồn lực quan trọng cho sự thành công trong tương lai của các bạn. Thứ nhất đó là nguồn lực về tri thức, thứ hai là nguồn lực xã hội và thứ ba đó là nguồn lực về con người. Bản thân mình may mắn kiếm được khá nhiều tiền và hoàn thành được những cái mục tiêu mình muốn ở cái độ tuổi còn khá trẻ này là bởi vì mình hiểu được tầm quan trọng của những nguồn lực này và mình học được cách xây dựng chúng theo một cái thứ tự ưu tiên hợp lý. Và ưu tiên hàng đầu của chúng ta đó là nguồn lực về tri thức. Có nghĩa là hiện tại mọi số tiền các bạn kiếm được và mọi khoảng thời gian rảnh mà các bạn nên tập trung đầu tư cho chính bản thân mình để cải thiện kiến thức và kỹ năng của các bạn. Ví dụ như lúc mình còn học năm nhất các bạn, mình bỏ khá là nhiều tiền để mình mua sách và mình đọc. Và điển hình nhất chính là cuốn sách Dạy Con Làm Giàu. Thì sau khi đọc cái cuốn sách đó gần như là nó thay đổi toàn bộ nhận thức của mình lúc bây giờ luôn. Tức là nó giúp mình vạch ra được một cái định hướng hoàn toàn mới trong tương lai và đó là cái mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới. Thì đó chính là nguồn lực về tri thức. Mình thấy lỗi sai của một số bạn đó là khi mà các bạn còn trẻ và các bạn có một số tiền nào đó thì các bạn chỉ nghĩ tới cái việc đó là mình tiết kiệm hoặc là mình đầu tư vào những công cụ tài chính thôi, ví dụ như là vàng hoặc là chứng khoán chẳng hạn. Nhưng mà trừ khi là gia đình của các bạn rất là giàu có, xong rồi các bạn có một số vốn khổng lồ, ví dụ như là vài trăm triệu hay là vài tỷ á, thì cái việc mà các bạn đầu tư vào những cái công cụ tài chính giống như vậy thì cái tác động kích tích cực của nó sẽ không thể nào bằng được so với cái việc các bạn dùng cái số tiền đó để các bạn đầu tư vào chính bản thân mình, đầu tư cho tri thức của mình. Và ngày hôm nay thật ra có rất là nhiều cách để các bạn có thể đầu tư cho tri thức của mình. Giả sử nếu các bạn chưa có tiền thì các bạn có thể bắt đầu từ cái việc là các bạn đọc sách, các bạn xem YouTube, các bạn nghe podcast vân vân. Và khi mà các bạn đã có tiền rồi, các bạn có thể đầu tư thêm để mua những khóa online hoặc những cái coaching 1-1
hoặc là tìm cho mình một cái người mentor chẳng hạn, để có thể đẩy nhanh cái tốc độ học của các bạn. Và cái mục tiêu của cái việc xây dựng nguồn lực về tri thức này là để giúp các bạn gia tăng cái giá trị của bản thân đối với thị trường ngoài kia. Và khi mà các bạn đã bắt đầu có rất là nhiều giá trị đối với người khác rồi, thì các bạn sẽ bắt đầu có thể xây dựng được nguồn lực thứ hai, đó là nguồn lực xã hội. Có nghĩa là các bạn sẽ xây dựng những cái mối quan hệ chất lượng cho chính bản thân mình. Và rất là khó để các bạn có thể kết nối với người khác và có được những cái mối quan hệ chất lượng nếu như các bạn không có sẵn cái nguồn lực về tri thức. Còn khi mà các bạn đã có sẵn kiến thức rồi, các bạn sẽ có thể dễ dàng dùng nó để chia sẻ và rồi giúp đỡ những người khác. Từ đó các bạn sẽ có thể xây dựng được những cái mối quan hệ rất là chất lượng. Ví dụ như bản thân mình, các bạn khi mình mới bắt đầu làm YouTube á, thì bản thân mình cũng chỉ đơn giản là mình chia sẻ lại những gì mình trước đây đã học được về kiếm tiền online nè, rồi kiếm tiền từ copywriting vậy thôi. Nhưng nhờ đó mà có rất nhiều bạn xem kênh của mình, rồi biết đến mình, rồi nhận được giá trị từ mình, và thế là các bạn cũng chủ động tìm đến kết nối với mình, thì những cái mối quan hệ chất lượng của mình cũng từ đó mà đến rất là nhiều. Còn khi mà các bạn không có sẵn nguồn lực về tri thức, sẽ rất là khó để các bạn có được những mối quan hệ chất lượng, bởi vì thật ra chúng ta đâu có giá trị gì để mang lại cho người ta đâu, đúng không? Và thật ra các bạn không cần phải làm YouTube giống như mình. Đôi khi nó chỉ đơn giản như là việc các bạn dùng kiến thức của mình để các bạn giúp đỡ một người nào đó, một người đồng nghiệp của mình chẳng hạn, hoặc là các bạn giúp đỡ một người bạn của mình để hoàn thành một cái dự án nào đó. Và rồi trong cái dự án đó, các bạn sẽ bắt đầu có thể mở rộng mối quan hệ của mình, quen biết với nhiều người khác cũng trong cùng cái dự án đó. Cứ như vậy thì cái nguồn lực xã hội của bạn nó sẽ từ từ được mở rộng. Và khi mà nguồn lực xã hội của bạn đã bắt đầu lớn, thì tất nhiên nhiều cái cơ hội tốt nó cũng sẽ từ đó mà nó đến với các bạn. Và cuối cùng đó là nguồn lực về con người. Sau này khi phát triển đến một giai đoạn nhất định nào đó rồi, các bạn sẽ không thể nào làm mọi thứ một mình được. Các bạn sẽ cần những cái bạn nhân sự đồng hành và hỗ trợ cho các bạn. Và đó chính là nguồn lực về con người, tức là cái khả năng của các bạn để có thể tuyển dụng người khác vào làm giúp mình, để các bạn có thể tối ưu hóa thời gian và công việc của các bạn. Và nguồn lực xã hội các bạn càng lớn thì các bạn càng dễ xây dựng nguồn lực về con người. Nào ví dụ như trong trường hợp của mình, khi mình xây dựng thương hiệu cá nhân và mang lại giá trị cho người khác, thì từ đó cái việc xây dựng nguồn lực về con người nó trở nên dễ dàng hơn trước rất là nhiều. Rất là nhiều bạn chủ động tìm đến để làm việc cùng với mình, chứ mình không cần phải đi tuyển dụng gì cả. Và cũng chính bởi vì vậy nên là cái thái độ và cái tinh thần làm việc của những người bạn này đã tốt sẵn rồi các bạn. Mình không cần phải kỷ luật hay là nhắc nhở gì đó quá nhiều. Thì tất nhiên là nếu các bạn có nhiều tiền, các bạn vẫn có thể ra ngoài các bạn tuyển nhân sự bình thường. Nhưng mà cái mấu chốt ở đây là gì? Khi mà các bạn có cái nguồn lực xã hội tốt, các bạn sẽ có thể làm cái chuyện này nó nhanh hơn và nó tiết kiệm hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì khi mà các bạn đã xây dựng được cả ba nguồn lực đó rồi, nguồn lực về tri thức, nguồn lực xã hội và nguồn lực về con người, đó là lúc các bạn sẽ có thể kiếm được tiền dễ dàng hơn rất là nhiều, thậm chí là những cái số tiền mà nó mang tính chất gọi là thay đổi hoàn toàn cuộc sống của các bạn. Nào còn ngược lại, giả sử như là các bạn không đầu tư cho những nguồn lực này đi, mà các bạn chỉ đơn thuần là các bạn tiết kiệm chẳng hạn, thì lúc đó dù các bạn có khoảng 50-100 triệu gì đó trong tài khoản tiết kiệm đi chăng nữa, thì nó cũng không có mang lại quá nhiều cái sự thay đổi gì đó đáng kể trong cuộc sống của các bạn. Thay vào đó, nếu các bạn sẵn sàng đầu tư vào cho bản thân mình trước, xong rồi mở rộng và đầu tư cho cả ba nguồn lực mà mình vừa kể đến, thì đến một lúc nào đó các bạn sẽ có đủ những gì cần có để có thể kiếm được những số tiền rất là lớn, ví dụ như là 100, 200, 300, 400, 500 triệu gì đó, hay thậm chí là nhiều hơn nữa. Và khi mà các bạn đã có được những số tiền mà nó mang tính chất gọi là có thể thay đổi cuộc sống của bạn giống như vậy rồi, thì các bạn sẽ có thể dùng số tiền đó để bắt đầu đầu tư vào những công cụ tài chính. Ví dụ các bạn sẽ đầu tư vào chứng khoán, bất động sản v.v. Thì khi đó cái việc đầu tư nó cũng sẽ mang lại cái sự thay đổi và cái ảnh hưởng tích cực lớn rất là nhiều. Và tất nhiên là khi mà các bạn đi theo cái con đường này, các bạn đi theo cái thứ tự ưu tiên này và xây dựng cả ba nguồn lực này, thì cái thời gian mà các bạn cần có để đạt được những cái mục tiêu về tài chính của mình nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với cái việc là các bạn chỉ đơn thuần là các bạn tích cóp từng chút một ở tuổi 20 của mình. Tiếp đến, điều thứ ba đó là khi còn trẻ, các bạn hãy cố gắng để hiểu cho gia đình của mình. Hãy tha thứ và thông cảm cho gia đình của các bạn khi mà họ không hiểu được các bạn và không ủng hộ những cái ý tưởng của các bạn. Nào sẽ có rất là nhiều trường hợp các bạn sẽ thấy người thân trong gia đình của mình sẽ là người đầu tiên không ủng hộ mình, sẽ là người đầu tiên ngăn cản các bạn thực hiện một cái ý tưởng nào đó, luôn bàn ra, luôn nghĩ tới những cái chuyện tiêu cực nhất có thể xảy ra trên đời này, khiến các bạn cảm thấy rất là tự ti và thậm chí các bạn cảm thấy là họ không hiểu mình bằng những người ngoài. Đúng không? Nhưng mà có một điều rất quan trọng chúng ta cần phải hiểu, đó là đây là một cái chuyện rất là bình thường đó các bạn, và ai cũng sẽ hành động như vậy thôi. Và dù là hiện tại các bạn cảm thấy mình là một người rất là hiểu chuyện, mình là một người có tầm nhìn rất là dài hạn chẳng hạn, thì các bạn cứ để ý sau này, ví dụ các bạn có gia đình chẳng hạn, thì nếu như mà người nhà của các bạn, một cái người mà các bạn thực sự quan tâm á, mà có một cái ý tưởng kiểu tương tự giống như vậy và làm những cái thứ mạo hiểm á, thì bạn cũng sẽ là cái người đầu tiên ngăn cản cái ý tưởng đó, bạn cũng sẽ là người đầu tiên kiểu nói tới tất cả những thứ tiêu cực trên đời này. Bởi vì đó là một cái chuyện hiển nhiên các bạn, đó là cái cách con người chúng ta suy nghĩ nếu như mà chúng ta thực sự quan tâm tới một ai đó. Nên là nếu mà hiện tại gia đình không hiểu cho các bạn á, thì thật ra các bạn cũng không cần phải cố gắng để khiến họ hiểu mình để làm gì, đôi khi cái chuyện đó rất là bất khả thi. Các bạn chỉ cần cố gắng thông cảm và hiểu cho họ là được, bởi vì thật ra bản thân họ cũng không có muốn như vậy đâu. Điều thứ tư đó là khi còn trẻ hay tập cho chúng ta cái thói quen đó là ngừng đổ lỗi cho người khác và cố gắng nhận toàn bộ trách nhiệm về phía bản thân mình. Bởi vì thật ra đổ lỗi thì dễ lắm các bạn chỉ cần đổ lỗi cho người khác cái là xong và dừng tại đó luôn, chúng ta không có cần phải làm gì thêm nữa.
rất là khỏe. Nhưng bản thân các bạn sẽ mãi như vậy, các bạn sẽ không thể nào tốt hơn được. Nhưng mà khi các bạn bắt đầu có thói quen nhận toàn bộ trách nhiệm về phía bản thân mình, các bạn sẽ có thể bắt đầu cải thiện bản thân mình và trở thành một cái phiên bản hoàn thiện hơn trong tương lai. Như lúc mình còn học cấp 3 chẳng hạn, lúc đó thì gia đình mình không có cho mình đủ tiền để xài, mình không có đủ tiền để mình mua những thứ mà mình muốn mua. Nhưng mà mình không có đổ lỗi cho gia đình, mình không có nghĩ đó là lỗi của gia đình mình. Mình không có nghĩ là tại ba không kiếm được nhiều tiền, tại nhà mình không đủ tiền cho mình vân vân. Mà mình chỉ nghĩ đơn giản đó là lỗi của mình, bởi vì mình chưa biết cách kiếm ra tiền để tự xài vậy thôi. Và cứ liên tục suy nghĩ theo cách như vậy thì mình mới bắt đầu tìm cách để mình kiếm tiền. Rồi nhờ vậy mình mới có thể kiếm được tiền sớm hơn những bạn khác ở cùng độ tuổi của mình. Chứ còn các bạn cứ thử hình dung, nếu trong trường hợp đó mình cứ tiếp tục đổ lỗi cho gia đình thì mình sẽ chỉ tiếp tục phụ thuộc vào gia đình thôi. Và có thể hôm nay chắc mình cũng mới chỉ ra trường và chắc cũng biết kiếm được bao nhiêu tiền. Nên là khi mà các bạn còn trẻ thì hãy cứ nhận lỗi về phía bản thân mình để dần cải thiện bản thân. Và rồi sau này trong tương lai các bạn nhìn lại, các bạn sẽ rất là biết ơn cái thói quen này của chính mình. Bởi vì nhờ nó mà các bạn mới có được bản thân mình trong tương lai. Điều tiếp theo đó là hãy sẵn sàng mạo hiểm và chấp nhận rủi ro khi mà các bạn còn đang ở trong độ tuổi 20. Bởi vì các bạn có rất là nhiều thời gian để làm lại và sửa chữa những sai lầm của mình. Các bạn biết cái sự mạo hiểm lớn nhất của mình trước đây đó là mình quyết định bảo lưu đại học khi mà lúc đó mình vẫn chưa biết chính xác là mình sẽ làm cái gì. Nhưng mà cũng nhờ vậy thì mình có thêm thời gian để mình bắt đầu tìm hiểu về freelance, rồi mình làm copywriting và rồi mình bắt đầu đạt được cái mức thu nhập đầu tiên đó là 2.500 đô một tháng. Và sau đó mình bắt đầu làm YouTube, rồi có được nút bạc và rồi được sống cuộc sống mà giống như hiện tại mình mơ ước. Nào có thể mọi chuyện trước đây nó đã không xảy ra như cái ý mình muốn. Có thể sau một năm đó mình vẫn chưa kiếm được tiền và rồi mình phải quay ngược trở lại trường đại học và rồi học trễ hơn một năm so với những bạn khác. Nhưng mà không sao cả các bạn, dù mọi chuyện nó có xảy ra theo hướng đó thì thật ra mình vẫn còn quá trẻ để mình có thể bắt đầu làm lại từ đầu. Hoặc là mình bắt đầu làm lại thêm nhiều những cái khác mà mình muốn. Cho nên các bạn đừng nghĩ là mình không được phép thất bại hay là mình không thể chịu được thất bại gì đó. Không, các bạn còn rất là trẻ và các bạn có dư thời gian để bắt đầu lại từ đầu. Và thêm một ý nữa cũng rất quan trọng ở đây, đó là dù các bạn có thất bại chăng nữa cũng đừng cảm thấy xấu hổ vì thất bại của mình. Bởi vì thất bại và những sai lầm nó là một cái phần không thể thiếu của chặng hành trình này các bạn. Và ít nhất là các bạn đã bắt đầu rồi, các bạn đã làm được những thứ mà rất nhiều người khác không làm được. Các bạn đã cố gắng trong khi những người khác thì không. Vậy thì có lý do gì chúng ta lại cảm thấy xấu hổ về cái sự cố gắng của mình? Ví dụ như bản thân mình trước đây chẳng hạn, mình cũng đã từng có một cái giai đoạn là mình đi kinh doanh, xong mình ném hết số tiền mà mình có cộng thêm số tiền ba mình cho vào ở thời điểm đó, xong mình cũng mất hết. Mình cũng chả kiếm được đồng nào trong suốt 6-7 tháng kinh doanh đó. Nhưng mà nhờ cái thất bại đó các bạn, mình rút ra được rất là nhiều những cái bài học mà sau này mình áp dụng vô cái dự án đầu tiên của mình, rồi nó giúp mình mang về 100.000 đô ở thời điểm đó. Thì có thể những người bên ngoài người ta nhìn vào cái thành công đó, người ta nghĩ là mình tài giỏi hay mình may mắn gì đó. Nhưng mà thật ra nó chỉ đến từ một cái điều rất là đơn giản, đó là bởi vì mình đã thất bại trước đây rồi, nên là mình có những cái bài học cần thiết để rồi mình sửa sai và mình thành công sau này. Nên là các bạn hãy cứ bắt tay vào làm đủ mọi thứ mà các bạn muốn làm. Bất cứ một cái ý tưởng nào mà hiện tại đang khiến các bạn cảm thấy hào hứng thì các bạn cứ bắt tay vào làm nó, để xem chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nào có thể cái kết quả nó sẽ rất là tuyệt vời, hoặc nó có thể dẫn đến những cái điều rất là tồi tệ. Nhưng mà nó cũng chẳng sao cả, bởi vì hiện tại các bạn có dư thời gian để bắt đầu lại từ đầu. Các bạn còn rất là trẻ, các bạn chưa có gia đình, các bạn không có gì để phải lo quá nhiều cả. Và các bạn luôn luôn có thể bắt đầu lại từ con số 0 bất cứ khi nào các bạn muốn. Điều thứ 6 đó là khi còn trẻ chúng ta đừng lãng phí thời gian của mình. Nhiều người hay khuyên là các bạn hãy cứ từ từ chậm rãi đi, bởi vì các bạn còn rất là trẻ. Nên hãy cứ từ từ cứ tận hưởng tuổi trẻ của mình. Mình nghĩ cái điều đó nó sẽ khiến các bạn trở nên chủ quan, các bạn bị phân tâm và rồi các bạn rất là dễ bị trì hoãn trong cái việc thực hiện cái mục tiêu của riêng mình. Bởi vì thật ra các bạn hoàn toàn có thể vừa chinh phục cái mục tiêu của mình, vừa tận hưởng cái tuổi trẻ của mình mà. Miễn là các bạn làm nó một cách có kiểm soát. Nào các bạn không cần phải bỏ hẳn mạng xã hội, bỏ chơi game, bỏ điện thoại vân vân. Không cần thiết phải làm như vậy, bởi vì mình nghĩ nó cũng là một phần của tuổi trẻ này. Ví dụ như bản thân mình thì ra mình vẫn chơi điện thoại, mình vẫn chơi game, nhiều khi mình vẫn đi du lịch với gia đình bạn bè vân vân. Nhưng mà mình kiểm soát nó và mình làm nó một cách có ý thức. Bởi vì mục tiêu của mình đó là mình lo được cho cả gia đình của mình và mình lo được cho bạn gái của mình. Và rõ ràng là nó không hề dễ chút nào các bạn. Nên là để làm được điều đó thì mình cần sử dụng thời gian tuổi trẻ của mình một cách hợp lý. Thì những cái lúc mà các bạn rảnh á, thay vì các bạn chỉ đơn thuần là lướt mạng xã hội hay là chơi game, các bạn có thể bắt đầu từng bước để thực hiện mục tiêu của mình bằng cách là đi làm công công cho một công ty nào đó, đi thực tập, đi khởi nghiệp với bạn của mình, hoặc là học một cái kỹ năng nào đó vân vân. Bất cứ một cái cơ hội nào có thể giúp các bạn đầu tư cho tri thức của mình. Và những cái điều tưởng chừng rất nho nhỏ như này, chúng lại là những cái bước đệm rất là quan trọng để các bạn đạt được những mục tiêu ấn tượng trong tương lai. Và thêm một ý rất là thú vị như này, khi mà các bạn có thể thành công ở độ tuổi còn trẻ, cái cảm giác và cái suy nghĩ của các bạn nó sẽ khác rất nhiều khi mà các bạn thành công ở độ tuổi 30 hay 40 gì đó. Bởi vì lúc đó các bạn sẽ bắt đầu nhận ra là tất cả những thứ mà trước giờ các bạn mơ ước
thật ra các bạn không cần nó nhiều như những gì các bạn đã nghĩ. Hiện tại có thể khi các bạn chưa có nhiều tiền, các bạn sẽ ước mơ được đi du lịch đó đây, xong rồi mua nhà, mua xe vân vân. Nhưng mình cam đoan với các bạn, khi mà các bạn đã có dư tiền để làm tất cả những điều đó rồi, thì cái cảm giác của các bạn nó sẽ hoàn toàn khác. Lúc đó các bạn sẽ bắt đầu thấy là các bạn không cần những thứ này như các bạn nghĩ. Như hiện tại tất cả những gì mình muốn đó là mình được ngồi chơi, ngồi ăn cơm với lại nhà của mình, hoặc là mình được ngồi xem phim với bạn gái của mình. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Và khi mà các bạn thực sự hiểu được những điều này rồi, thì những cái khoảnh khắc mà các bạn có bên người thân của mình nó bỗng nhiên trở nên giá trị gấp 10 lần so với trước. Nhưng mà các bạn sẽ không thể nào thực sự hiểu được điều này cho tới khi các bạn chính là cái người trải qua cái cảm giác đó. Và cách duy nhất để đạt được nó là các bạn phải thành công sớm. Nên là khi các bạn còn trẻ, hãy tận dụng cái khoảng thời gian rất là tự do mà các bạn có để đạt được thành công càng sớm càng tốt. Khi đó thì các bạn sẽ nhận ra rất là nhiều những cái bài học thú vị của cuộc sống này. Điều thứ bảy đó là khi còn trẻ, các bạn hãy tranh thủ tìm cho mình những người bạn tốt. Bởi vì những mối quan hệ như vậy nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho sự phát triển của các bạn trong tương lai, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn nhất trong đời của các bạn. Những người bạn tốt không phải là những người thường xuyên đi chơi với các bạn, mà là những người bạn sẽ hỗ trợ các bạn hết mình trong công việc, luôn sẵn lòng giúp đỡ các bạn mỗi khi các bạn gặp khó khăn, hoặc thậm chí thức tới 4-5 giờ sáng với các bạn để xử lý một vấn đề nan giải nào đó. Và khi các bạn còn trẻ, hãy tranh thủ xây dựng cho mình những cái mối quan hệ giống như vậy. Bởi vì sau này các bạn ra trường, các bạn đi làm rồi, các bạn sẽ rất khó tìm được những người giống như vậy. Lúc đó thì quyền lợi và địa vị nó sẽ bắt đầu làm lu mờ cái tình cảm bạn bè của bạn. Và cách để các bạn có được những người bạn tốt giống như vậy rất là đơn giản thôi, đó là các bạn hãy làm một người bạn tốt trước. Các bạn hãy sẵn sàng giúp đỡ bạn của mình khi mà họ gặp khó khăn. Các bạn sẵn sàng cho đi nhiều hơn một chút. Các bạn sẵn sàng làm nhiều hơn một chút, vân vân. Đừng chờ người khác làm cái chuyện đó với mình trước, mà hãy chủ động làm cái điều đó trước với người khác. Và chính những cái hành động đó sẽ giúp các bạn thu hút rất là nhiều những người bạn tốt đến với mình. Và sau này nhìn lại, các bạn sẽ cảm thấy rất là biết ơn bởi vì thời còn trẻ mình đã dành thời gian và đầu tư cho những cái mối quan hệ chất lượng như vậy. Cuối cùng đó là khi còn trẻ, các bạn hãy dành thời gian để tìm cho mình một người bạn đời thực sự phù hợp với giá trị sống của mình. Vấn đề là khi còn trẻ, chúng ta rất là dễ bị lôi cuốn bởi những cái ở bên ngoài các bạn, ví dụ như vẻ ngoài của họ, như là tài lẻ của họ vân vân. Nhưng một điều rất quan trọng chúng ta cần phải lưu ý đó là khi mà các bạn đã thực sự bước vào một cái mối quan hệ nghiêm túc rồi, thì tất cả những điều đó nó không có nhiều giá trị như chúng ta vẫn nghĩ. Lúc đó cái mà các bạn thực sự cần ở đối phương đó là cái sự thấu hiểu của họ dành cho các bạn. Vậy cái giá trị sống của họ và cái mục tiêu của họ nó phải phù hợp với chính bản thân các bạn. Bởi vì một người bạn đời không phù hợp thực ra có thể hủy hoại cuộc sống của các bạn nhiều hơn rất nhiều so với những gì mà các bạn có thể tưởng tượng tới. Nên là đừng chỉ ráng đi hẹn hò và rồi kết hôn cho bằng được, chỉ đơn giản là bởi vì các bạn thấy những người bạn của mình đang bắt đầu kết hôn và mình đang bị chậm đi so với lại đại đa số mọi người. Hãy xác định rõ là các bạn cần một người bạn đời với những tiêu chí như thế nào và dành thời gian để tìm hiểu họ và rồi chọn được một người thực sự phù hợp với những tiêu chí đó. Và mình nghĩ đó sẽ là một trong những điều mà sau này khi các bạn lớn rồi, 30-40 tuổi, các bạn sẽ cảm thấy biết ơn nhất, bởi vì đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất trong tuổi trẻ của các bạn. Và đó chính là những bài học mà mình muốn gửi gắm tới những bạn nào mà trong tầm độ tuổi từ 17 tới 27 tuổi. Và mình thật sự hy vọng là các bạn cảm thấy nó hữu ích. Và nếu các bạn thấy thích video này, đừng quên cho mình xin một nút like ở dưới với nha. Và bởi vì trên kênh của mình chia sẻ chủ yếu về phát triển bản thân và kiếm tiền online. Nên là nếu hiện tại bạn nào cũng có nhu cầu muốn kiếm tiền online và hứng thú với cách mà hiện tại mình đang làm để có được một người khách hàng trả mình 2.500 đô một tháng và rồi một người khác trả mình 10.000 đô một tháng, thì các bạn có thể tải xuống đọc và tìm hiểu thử thông qua cái ebook miễn phí mà mình để dưới phần mô tả. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video đến tận thời điểm này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.